nhau xuôi ngược dòng, nhanh bước dạo trên đường phố đông, cô gái đẹp thiên thanh vợi vợi. Dẫn chương trình đêm tôn vinh nhan sắc Việt hôm nay, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2008 Thụy Vân, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2014 Diễm Trang, MC Vũ Mạnh Cường và MC Tuấn Tú. Từ nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, đêm chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, trân trọng gửi lời chào tới toàn thể quý khán giả.
Quý vị thân mến, chương trình của chúng ta do báo Tiền Phong cùng công ty Sen Vàng tổ chức, do tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam dàn dựng và đang được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và VTV9, đồng thời được tiếp sóng trên 14 kênh sóng Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Tây Ninh, Lết Việt, SCTV2, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Nghệ An, Hải Phòng, Bắc Cạn và truyền hình Nhân dân. Vâng, quý vị khán giả thân mến, vừa rồi là một tiết mục hết sức đặc biệt của tất cả những thí sinh đã tham dự vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Tiết mục được có tên Cô gái tự tin với sự mở màn của những thí sinh người đẹp tài năng. Kính thưa quý vị, và tiết mục này cũng chính là một lời tri ân của chương trình, một lời cảm ơn của chương trình đến với toàn thể quý vị khán giả khi đã dõi theo những người đẹp của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ, những người đẹp của chúng tôi đã có mặt ở trên sân khấu rồi ạ. Ngày hôm nay họ đã sẵn sàng để tỏa sáng. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho tất cả những người đẹp trong chương trình ngày hôm nay, quý vị ơi! Kính thưa quý vị, hành trình tìm kiếm đại diện Nhan sắc Việt 2018 chúng ta có thể được ví như là một hành trình tìm châu đại ngọc của ban tổ chức. Và mỗi một thí sinh đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là một viên ngọc quý, và những viên ngọc này theo thời gian thì họ sẽ dần hoàn thiện mình và trở nên tỏa sáng theo cách riêng của họ. Và chính vì vậy, đêm nay là đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, cũng là đêm lần thứ 30 Hoa hậu Việt Nam được tổ chức, và chúng tôi đã chọn chủ đề là ánh sáng. Thưa quý vị, và chúng ta hãy gọi đêm nhan sắc ngày hôm nay là đêm của ánh sáng. Ánh sáng ấy tỏa ra từ sự tự tin, tươi trẻ và cả những nỗ lực vượt qua những rào cản bản thân. Đó là ánh sáng kết nối giữa sân khấu và khán phòng bởi niềm tin yêu và sự hân hoan. Và hãy dành cho những cô gái của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn cho phần biểu diễn vô cùng tuyệt vời vừa rồi. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các bạn thí sinh với phần trình diễn mở màn vô cùng ấn tượng. Bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ lui vào hậu trường để chuẩn bị cho những phần biểu diễn tiếp theo. Thưa quý vị, đến tham dự trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về phía ban tổ chức. Xin trân trọng giới thiệu nhà báo Lê Xuân Sơn, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức. Xin được trân trọng giới thiệu bà Phạm Kim Dung, tổng giám đốc công ty Sen Vàng, phó trưởng ban tổ chức. Trân trọng giới thiệu Mr. Edward Lee, đại diện tập đoàn Empire, chủ đầu tư tổ hợp du lịch và giải trí Coco Bay Đà Nẵng, đơn vị đăng cai vòng chung kết. Xin được trân trọng giới thiệu cố vấn sắc đẹp chị Đặng Thanh Hằng. Trân trọng giới thiệu cố vấn thời trang ông Phạm Văn Việt. Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ thì về phía các đơn vị tài trợ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Ngô Xuân Mạnh, tổng giám đốc công ty cổ phần cơ điện lạnh Đại Việt, nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan, nhà tài trợ Kim Cương. Xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Mạnh Hùng, tổng giám đốc công ty cổ phần thép Nam Kim, thương hiệu tôm Nam Kim và ống kẽm Nam Kim, nhà tài trợ Kim Cương. Xin được trân trọng giới thiệu Mr. Pimonri, phó tổng giám đốc công ty Four Orange, nhãn hàng sơn My Color, nhà tài trợ vàng. Xin trân trọng giới thiệu chị Đặng Thanh Hà, phó tổng giám đốc viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi, nhà đồng hành chăm sóc sắc đẹp Clinic and Spa. Xin được trân trọng giới thiệu bà Bùi Thị Mỹ Cảnh, tổng giám đốc công ty cổ phần Ngọc Trai Long Beach, nhà tài trợ trang sức Ngọc Trai và Vương Miện. Xin trân trọng giới thiệu ông Hứa Cao Trí, tổng giám đốc công ty cổ phần thực phẩm gia đình Anco, nhãn hàng bánh gạo TT, nhà tài trợ bạc. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Hải, tổng giám đốc công ty nội ngoại thất inox nhựa Quy Phúc, đơn vị đồng tài trợ. Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 trân trọng giới thiệu nhà sử học Dương Trung Quốc, trưởng ban giám khảo. Trân trọng giới thiệu nhà thơ, nhà báo Trần Hữu Việt, phó trưởng ban giám khảo. Và các thành viên ban giám khảo xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Hoàng Tử Hùng. Xin được trân trọng giới thiệu Hoa hậu Việt Nam năm 1988 Bùi Bích Phương. Xin được trân trọng giới thiệu Hoa hậu Việt Nam năm 1992 Hà Kiều Anh. Xin được trân trọng giới thiệu Hoa hậu Việt Nam năm 2016 Đỗ Mỹ Linh. Xin được trân trọng giới thiệu nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.
Quân và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại đây. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón. Và kính thưa quý vị, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1988, đã trải qua 3 thập kỷ, Thiếu hậu Việt Nam đã không ngừng đổi mới và hoàn thiện để mang đến cho những người yêu cái đẹp, giới thiệu đến với công chúng những đại diện ngời sáng cho vẻ đẹp Việt Nam. Mời quý vị, chúng ta hãy cùng nhìn lại chặng đường đáng tự hào của 30 năm Hoa hậu Việt Nam. Hoa hậu Việt Nam, cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ trên tất cả phương diện: đức, trí, thể, mỹ, uy tín, nghiêm túc, tầm cỡ. Hoa hậu Việt Nam đã trở thành hình mẫu cho các cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia. 30 năm Hoa hậu Việt Nam đã và đang làm trọn sứ mạng của mình, tìm ra những gương mặt xứng đáng đưa nhan sắc Việt ra đấu trường quốc tế. Đến nay, người hâm mộ đã chứng kiến nhiều lần thăng hạng đầy tự hào của nét đẹp Việt trên bản đồ nhan sắc thế giới. Năm 2017, Việt Nam vươn lên vị trí 19 trên bảng xếp hạng mới nhất của trang sắc đẹp uy tín Global Beauties. Hoa hậu Việt Nam 2018, cuộc mốc 30 năm chính thức trở lại, đánh dấu sự đổi mới mạnh mẽ. Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam diễn ra tour tuyển sinh và giao lưu tại 14 trường đại học lớn trên cả nước, tiếp cận hơn 10.000 sinh viên. Truyền thông lan tỏa mạnh mẽ, vòng sơ khảo khu vực Nam Bắc đã thu hút hàng trăm hồ sơ, nhiều ứng viên nổi bật, sáng giá. Sáng tạo, quy mô, nghệ thuật, hai đêm chung khảo phía Nam và Bắc, những đêm diễn mãn nhãn, thăng hoa, đêm gala nhan sắc hoàng kim, dấu ấn 30 năm Hoa hậu Việt Nam, cuộc hội ngộ chưa từng có, mang tính lịch sử. Nhiều giải thưởng mới được nâng tầm tổ chức chuyên nghiệp và đầu tư quy mô. Người đẹp biển, lần đầu tiên được tổ chức thành đêm diễn hoành tráng, truyền hình trực tiếp trên kênh quốc gia VTV9. Người đẹp thời trang, giải thưởng mới tại Hoa hậu Việt Nam 2018. 3 đêm trình diễn, 4 bộ sưu tập đa sắc màu, trình diễn chuyên nghiệp trên sàn runway. Người đẹp tài năng, đầu tư cao về chất lượng nghệ thuật với sân khấu trình diễn hoành tráng. Người đẹp thể thao, lần đầu được tổ chức bài bản với nhiều nội dung thi đấu. Người đẹp du lịch, nét đẹp của ngôn ngữ và hình thể, sự cuốn hút từ thần thánh và vẻ đẹp trí thức. Người đẹp nhân ái, nhân văn và đa sắc màu xúc cảm. 43 thí sinh chung tay thực hiện 8 dự án nhân ái trải rộng từ Nam ra Bắc, tạo ra nhiều giá trị thiết thực và lâu dài cho cộng đồng. Hành trình hơn 180 ngày kể từ khi họp báo khởi động cuộc thi, thời khắc bùng nổ cảm xúc, vương miện danh giá sẽ gọi tên cô gái tài sắc nào? Vâng, kính thưa quý vị, cứ 2 năm một lần thì Hoa hậu Việt Nam lại khiến những người yêu cái đẹp lại chờ đón háo hức một mùa nhan sắc rực rỡ. Bằng sự đầu tư và nghiêm túc trong khâu tổ chức, Thiếu hậu Việt Nam đã trở thành một cái tên không thể thay thế trong lòng công chúng. Vâng, và ngay bây giờ để chương trình được chính thức bắt đầu, chúng tôi xin trân trọng được kính mời trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, nhà báo Lê Xuân Sơn, cũng là tổng biên tập báo Tiền Phong, sẽ có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý và khán giả đã đến với chương trình đặc biệt đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018, chung kết của năm 30 năm cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Trước hết, tôi rất vinh dự được thay mặt ban tổ chức giới thiệu những người chỉ đạo cuộc thi. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh, Cục trưởng Cục Quản lý Nghệ thuật Biểu diễn
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, tính đến nay, từ vòng sơ khảo đầu tiên của cuộc thi đã tròn 3 tháng. Trong khoảng thời gian đấy, cuộc thi hậu Việt Nam ở năm thứ 30 đã triển khai rất nhiều công việc, cả về nghiệp vụ lẫn các hoạt động nhân ái hướng về cộng đồng, những hoạt động quảng bá, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, đặc biệt là văn hóa và du lịch. Và các thí sinh cùng với ban tổ chức đã triển khai những hoạt động rất là rộng lớn, và cái tầm cỡ của cuộc thi hậu Việt Nam ở năm thứ 30 đã đạt tới một tầm vóc lớn hơn trước rất là nhiều, cả về độ hoành tráng, chiều sâu và trình độ tổ chức. Và nó để lại nhiều dấu ấn sâu đậm hơn hẳn những năm bình thường khác. Và với những cố gắng, những nỗ lực đạt được, ban tổ chức thi hậu Việt Nam rất tự hào và rất vui mừng với những thành tựu đó. Kính thưa quý vị, Ban tổ chức thi hậu Việt Nam gồm Báo Tiền Phong, Công ty Sen Vàng và các đơn vị phối hợp tổ chức, các nhà tài trợ cùng với các đơn vị nghiệp vụ và các thí sinh đã rất nỗ lực trong suốt từ đầu đến nay. Và các thí sinh đã cùng với ban tổ chức vào Nam ra Bắc, lên rừng xuống biển, hòa mình vào thiên nhiên, vào xã hội, cùng đồng hành cùng với nhân dân, và đã luyện tập hoạt động tham gia vào các kỳ thi và vào các cuộc thi phụ để phát lộ những vẻ đẹp của mình, hoàn thiện vẻ đẹp của mình, và đặc biệt là đã đến cùng với nhân dân, sống cùng với nhân dân để cảm thông với họ, để có những hành động thiết thực giúp đỡ cho những người dân của mình. Và cho đến nay thì chúng tôi nghĩ rằng là cái cuộc thi hậu Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, và chúng tôi trân trọng cảm ơn tất cả những đơn vị, những cá nhân, các nhà tài trợ và tất cả những ai đã đồng hành với cuộc thi, giúp đỡ cuộc thi để đi đến thành công ngày hôm nay. Và bây giờ trước mắt chúng ta là đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Nó là thành quả lao động của rất nhiều người trong suốt nhiều tháng trời. Chúng tôi hy vọng rằng các quý vị khán giả sẽ hòa mình cùng với nó, tiếp thu tinh thần của nó để cùng với chúng tôi làm một đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam đúng với tầm cỡ của nó và thành công rực rỡ. Cuối cùng, chúng tôi xin chân thành kính chúc sức khỏe của các quý vị. Chúc các quý vị có một đêm thưởng thức văn hóa đầy hứng khởi, và cùng với chúng tôi sẽ đi đến một cái đích rất là tốt đẹp của cuộc thi, là chọn ra một cô gái đại diện xứng đáng cho vẻ đẹp của con người Việt Nam, của phụ nữ Việt Nam, của văn hóa Việt Nam, và đại diện cho chúng ta trên các đấu trường quốc tế. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị. Vâng, và xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ vô cùng chân thành của ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Vâng, quý vị khán giả thân mến, chương trình Hoa hậu Việt Nam năm nay đã được khởi động từ tháng 3 năm 2018. Và đến với đêm chung kết ngày hôm nay thì ban giám khảo của chúng tôi đã chọn được ra 43 thí sinh vừa xinh đẹp và lại rất xuất sắc, rất nhiều những tài năng. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng xem những hình ảnh những thí sinh xinh đẹp của nhóm đầu tiên. Xin mời. Tôi tên Nguyễn Thị Hồng Tuyết, 24 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên Bùi Thị Yến Nhi, 21 tuổi và đến từ Đồng Tháp. Tôi tên là Lê Hoàng Bảo Trân, 19 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên là Phan Thị Diễm Trinh, năm nay tôi 19 tuổi, tôi đến từ An Giang. Tôi tên là Trịnh Thanh Trâm, năm nay tôi 20 tuổi, tôi đến từ thành phố Nam Định. Tôi tên là Nguyễn Thị Khánh Linh, năm nay tôi 21 tuổi và tôi đến từ Hà Nội. Tôi tên Nguyễn Thị Thu Tâm, tôi 18 tuổi và đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên là Lâm Thị Bích Tuyền, năm nay tôi 19 tuổi và đến từ An Giang.
tôi là Phan Cẩm Nhi, năm nay tôi 18 tuổi và tôi đến từ thành phố Đà Nẵng. Tôi tên Nguyễn Thị Thúy An, 21 tuổi, đến từ Kiên Giang. Tôi tên là Hà Lương Bảo Hằng, tôi 21 tuổi, tôi đến từ Đắk Lắk. Tôi tên là Lê Thanh Tú, năm nay tôi 22 tuổi và tôi đến từ thủ đô Hà Nội. Tôi tên Đặng Thị Trúc Mai, 20 tuổi, đến từ Bến Tre. Tôi tên Chu Thị Minh Trang, tôi 25 tuổi, đến từ thành phố Hải Phòng. Tôi tên là Phạm Ngọc Linh, tôi năm nay 23 tuổi, quê ở thành phố Hà Nội. Tôi tên Nguyễn Thị Nhật Minh, 19 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên Vũ Hoàng Thảo Quyên, 21 tuổi, đến từ Lâm Đồng. Tôi tên Trần Ngọc Lâm, 22 tuổi, tôi đến từ Yên Bái. Tôi tên là Nguyễn Thúc Thùy Tiên, năm nay tôi 20 tuổi, tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên là Hồ Phạm Thủy Tiên, năm nay 20 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Hà Thanh Vân, năm nay 25 tuổi, tôi đến từ Cao Bằng. Tôi tên Bùi Phương Nga, 20 tuổi, đến từ Hà Nội. Thank you.
gọi du khách đến thăm đất nước Việt Nam xinh đẹp, hiền hòa và mến khách. Chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi trang phục áo dài của các thí sinh trong bộ sưu tập mang chủ đề Sắc màu Việt Nam. Vẻ đẹp bất tận của đất nước Việt Nam sẽ càng làm tôn thêm vẻ đẹp cho các cô gái. Nhắc tới Tây Bắc, chúng ta lại xuống sang khi nhớ những cảnh núi non hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang, những ngàn mây lơ lửng say đắm bước chân du khách. Tây Bắc, vùng đất của những điệu múa xòe hoa. Và xuất hiện trên sân khấu lúc này là nhóm thí sinh đầu tiên. Các người đẹp đang khoe sắc trong những tà áo dài nền nã đến từ nhà thiết kế Lan Hương, bộ sưu tập dựa trên cảm hứng về vùng đất Tây Bắc. Nguyễn Thị Hồng Tuyết, số danh 052, sinh năm 1994, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và phần trình diễn tiếp theo của thí sinh Bùi Thị Yến Nhi mang số báo danh 096, cô đến từ Đồng Tháp. Thí sinh Lê Hoàng Bảo Trân, số báo danh 322, sinh năm 1999, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Phan Thị Diễm Trinh mang số báo danh 305, cô sinh năm 1999 và đến từ An Giang. Đây là một thí sinh đến từ Nam Định, thí sinh Trịnh Thanh Châu, số danh 045, sinh năm 1998. Và phần trình diễn tiếp theo của thí sinh Nguyễn Thị Khánh Linh mang số báo danh 088, cô sinh năm 1997 và cô đến từ Hà Nội. Thí sinh Nguyễn Thị Thu Tâm, số danh 378, sinh năm 2000, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Những tà áo dài đã tôn thêm vẻ đẹp duyên dáng và dịu dàng của những cô gái Việt Nam. Yêu làm sao chiếc áo quê hương, yêu làm sao những tà áo dài cùng nụ cười rạng rỡ. Bắc Bộ, nơi ghi dấu ấn lịch sử lâu đời nhất của dân tộc Việt Nam, vùng đất nghìn năm văn hiến và hội tụ những tinh hoa đặc sắc. Bắc Bộ còn gợi nhớ đến Hoàng thành Thăng Long xưa, vùng đất có truyền thống hiếu học và là quê hương của những nhân tài đất Việt, văn võ song toàn. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng chào đón trên sân khấu nhóm thí sinh thứ hai trong bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ vùng đất Bắc Bộ của nhà thiết kế Anh Thư Ngân An. Xuất hiện trên sân khấu lúc này là thí sinh Lâm Thị Bích Tuyền mang số báo danh 171. Cô đến từ An Giang và cô sinh năm 1999. Thí sinh Phan Cộng Nhi, số báo danh 077, sinh năm 2000, đến từ Đà Nẵng. Thí sinh mang số báo danh 457, Nguyễn Thị Thúy An, sinh năm 1997 và cô đến từ Kiên Giang. Thí sinh Hà Lương Bảo Hằng, số báo danh 216, sinh năm 1997, đến từ Đắk Lắk.
Phần trình diễn tiếp theo của một cô gái đến từ thủ đô Hà Nội, số báo danh 146 Lê Thanh Tú. Thanh Tú sinh năm 1996. Đây là những bước chân vô cùng uyển chuyển của cô gái Đặng Thị Trúc Mai, mang số báo danh 295, sinh năm 1998, đến từ Bến Tre. Và phần trình diễn tiếp theo của thí sinh Chu Thị Minh Trang, mang số báo danh 018. Minh Trang sinh năm 1993 và cô đến từ Hải Phòng. Những bước đi uyển chuyển, nụ cười tươi tắn, tà áo kín đáo và é ấp nhưng rất tự tin, những cô gái xinh đẹp đã mang đến một màu sắc thật tươi mới mà cũng thật là ngọt ngào cho sân khấu đêm nay. Thưa quý vị, khác với vẻ trù phú của miền Bắc, vẻ đẹp của miền Trung được thể hiện ở thiên nhiên hùng vĩ và sự giản dị của con người. Nhắc đến miền Trung, chúng ta thường nhớ đến xứ Huế mộng mơ, xứ kinh kỳ trầm mặc với những tòa thành cổ kính, những cô gái e ấp trong tà áo dài thướt tha đặc trưng sắc tím. Và chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp nhóm thí sinh thứ ba, những cô gái Việt Nam trong bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy, lấy ý tưởng từ vùng đất miền Trung. Phần trình diễn đầu tiên của thí sinh Phạm Ngọc Linh, mang số báo danh 569. Ngọc Linh sinh năm 1995 và cô đến từ Hà Nội. Đây là thí sinh Nguyễn Thị Nhật Minh, số báo danh 151, sinh năm 1999, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ngọt ngào trong sắc tím là phần trình diễn của thí sinh Vũ Hoàng Thảo Quyên, mang số báo danh 400. Cô đến từ Lâm Đồng và cô sinh năm 1997. Cô gái đến từ Yên Bái này tên là Trần Ngọc Lâm, số báo danh 548, sinh năm 1996. Phần trình diễn tiếp theo của thí sinh Nguyễn Trúc Thủy Tiên, mang số báo danh 068. Thủy Tiên sinh năm 1998 và cô đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đây là thí sinh Huỳnh Phạm Thủy Tiên, số báo danh 031, sinh năm 1998, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là thí sinh đến từ Cao Bằng, Hà Thanh Vân, với số báo danh 356. Thanh Vân sinh năm 1993. Vũ Anh Cường có cảm giác như là đây không còn là sân khấu nữa, mà chúng ta như đang được ngắm nhìn một bức tranh phong cảnh thật là tuyệt mỹ. Và hãy dành cho những cô gái chúng ta một tràng pháo tay, thưa quý vị. Và đây, Tây Nguyên, vùng đất ba gian rực lửa, vùng đất của rừng núi Đại Ngàn, vùng đất với bản làng, với tiếng cồng chiêng âm vang, với xôi nếp, rượu cần, say men. Nói đến Tây Nguyên là nói tới những chàng trai cô gái da nâu mắt sáng, vóc dáng hiền hòa. Chúng ta cùng đến với những tảo dài của nhà thiết kế Việt Hùng, bộ sưu tập lấy cảm hứng từ núi rừng Tây Nguyên. Thí sinh Bùi Phương Nga, số báo danh 486, sinh năm 1998, đến từ thủ đô Hà Nội. Và phần trình diễn tiếp theo của thí sinh Vũ Hương Giang, mang số báo danh 462, cô đến từ Hải Phòng. Hương Giang sinh năm 1995. Thí sinh Phạm Thị Luyến, số báo danh 202, sinh năm 1995, đến từ Quảng Ninh. Phần trình diễn của thí sinh Phạm Ngọc Hà My, mang số báo danh 127,
Hà My sinh năm 1996 và cô đến từ Hà Nội. Thí sinh Lê Đoàn Hà My, số danh 499, sinh năm 1999, đến từ Long An. Và lúc này là phần trình diễn của thí sinh Đinh Phương Mỹ Duyên, mang số báo danh 069. Cô sinh năm 1996 và đến từ Nghệ An. Thí sinh Phạm Thị Thu Hà, số báo danh 182, sinh năm 1997, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, phương Nam, vùng đất trù phú gắn liền với hệ thống kênh rạch chằng chịt, những cánh đồng thẳng cánh cầu bay của đồng bằng sông Cửu Long, những vườn cây say trái ngọt lành, vùng đất của người dân hiền lành, chất phác nhưng đầy hào sảng thủy chung. Dịu dàng trong bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Liên Hương, lấy cảm hứng từ vùng đất phương Nam. Thí sinh Vũ Thị Thanh Thanh, số báo danh 245, sinh năm 1997, đến từ Phú Thọ. Tiếp theo là thí sinh Vũ Hoàng Thảo Vi, mang số báo danh 121. Thảo Vi sinh năm 1996 và cô đến từ Đồng Nai. Thí sinh Trương Thị Thanh Bình, số báo danh 005, sinh năm 1997, đến từ Tiền Giang. Mang số báo danh 116. Thu Chiêu sinh năm 1998 và cô đến từ Lâm Đồng. Đây là thí sinh Phạm Thị Minh Châu, số báo danh 335. Cô sinh năm 1996 và đến từ Hải Phòng. Trang mang số báo danh 392. Tuyết Trang sinh năm 1994 và cô đến từ Hà Nội. Chúng ta cùng chào đón phần dự thi của thí sinh Đinh Thị Triều Tiên, số báo danh 535. Cô sinh năm 1998 và đến từ Phú Yên. Là chuyến đi dài mấy ngàn năm không nghỉ. Biển đảo quê hương hiện lên là những cánh buồm xa khơi, là mấy trời xanh ngắt, là sóng nước, là những cánh chim hải âu tung cánh với ước vọng hòa bình. Trên sân khấu bây giờ là nhóm thí sinh cuối cùng trong phần thi trang phục áo dài lấy cảm hứng từ biển đảo Việt Nam với những thiết kế của nhà thiết kế Trần Thiện Khánh. Thí sinh Hoàng Thị Bích Ngọc, số báo danh 232, sinh năm 1999, đến từ Phú Thọ. Và
Phần trình diễn tiếp theo của thí sinh Nguyễn Hoàng Bảo Châu mang số báo danh 169. Cô đến từ Hà Nội và Bảo Châu sinh năm 2000. Thí sinh Trần Tiểu Vi, số báo danh 138, sinh năm 2000, đến từ Quảng Nam. Phần trình diễn của thí sinh Nguyễn Phương Anh mang số báo danh 118, Phương Anh đến từ Quảng Ninh và cô sinh năm 1999. Thí sinh Nguyễn Hoài Phương Anh, số báo danh 256, sinh năm 1999, đến từ Hà Nội. Phần trình diễn tiếp theo của thí sinh là Quỳnh Giang, mang số báo danh 278. Cô đến từ Hà Nội và cô sinh năm 1996. Thí sinh Dương Huyền Trân, số báo danh 267, sinh năm 1999, đến từ Cà Mau. Phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 008, Trần Thị Ngọc Bích, cô đến từ Hà Tĩnh và cô sinh năm 1999. Cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị đã chào đón sự quay trở lại của 43 thí sinh. Thưa quý vị, 43 thí sinh chúng ta trong bộ sưu tập áo dài mang tên Sắc Màu Việt Nam. Và rõ ràng là những mảnh ghép mang tên Việt Nam đã góp phần tạo nên một bức tranh non sông cẩm tú vô cùng hoàn mỹ. Thưa quý vị, bộ sưu tập áo dài từ khắp mọi miền đất nước đã thể hiện được sự yêu thương, tình thân ái của dân tộc anh em trong một mái nhà chung Việt Nam chúng ta. Quý vị thân mến, và trong hành trình nhân ái, một hoạt động đáng nhớ của Hậu Việt Nam, các thí sinh của chúng ta đã đi đến rất nhiều vùng miền và có thể lan tỏa được giá trị yêu thương. Thưa quý vị, và nhắc tới đây, chúng ta sẽ nhớ tới hoạt động của Người Đẹp Nhân Ái với 10 số phát sóng đã tạo được một dấu ấn vô cùng tốt đẹp trong lòng công chúng. Và bằng những cách sẻ chia rất là thiết thực thì những cô gái trẻ chúng ta đã hoàn thành những dự án nhân ái. Tuy nhiên, ai trong số họ sẽ chinh phục được ban giám khảo để có mặt trong top 5 đề cử Người Đẹp Nhân Ái? Vâng, và lúc này thì chúng ta sẽ cùng có được kết quả từ ban tổ chức. Và anh Mạnh Cường cũng như là Thụy Vân xin phép sẽ được công bố top 5 đề cử Người Đẹp Nhân Ái của Hoa hậu Việt Nam. Thưa quý vị, và đề cử đầu tiên xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 096, Bùi Thị Yến Vi. Xin được chúc mừng số báo danh 096, Bùi Thị Yến Nhi. Và tiếp theo, xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Thúy An, số báo danh 457. Và chúng ta sẽ cùng dành một tràng vỗ tay để chúc mừng thí sinh mang số báo danh 018, Chu Thị Minh Trang. Và tiếp theo, xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 068, Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Và thí sinh cuối cùng nằm trong top 5 đề cử Người Đẹp Nhân Ái, xin được chúc mừng thí sinh Trần Tiểu Vi mang số báo danh 138. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi rất là muốn lắng nghe những tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa, được không thưa quý vị, để chúc mừng cho top 5 đề cử Người Đẹp Nhân Ái. Vâng ạ, và xin chia sẻ là lát nữa đây, một trong năm cô gái này sẽ trở thành Người Đẹp Nhân Ái và nghiễm nhiên có mặt trong top 5 vòng ứng xử của Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô gái ấy là ai? Chúng ta hãy cùng chờ đợi trong giây lát nữa. Quý vị thân mến, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ còn rất nhiều những điều hấp dẫn và bất ngờ đang chờ đợi quý vị. Bây giờ xin quý vị đừng rời khỏi màn hình vội, chúng tôi sẽ quay trở lại trong ít phút nữa.
Xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam năm 2018 đang được diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, và sân khấu của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 đêm nay tràn ngập những ánh sáng rực rỡ. Và trên sân khấu này thì 43 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ nỗ lực hết mình cho từng phần thi của mình. Vâng, kính thưa quý vị, ở phần đầu chương trình thì chúng ta đã cùng được ngắm nhìn nhóm thí sinh đầu tiên. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những hình ảnh xinh đẹp của nhóm thí sinh tiếp theo. Xin mời. Tôi tên là Vũ Hương Giang, tôi 23 tuổi và đến từ thành phố Hải Phòng. Tôi tên Phạm Thị Luyến, 23 tuổi, đến từ Quảng Ninh. Tôi tên Phạm Ngọc Hà My, 22 tuổi, đến từ Hà Nội. Tôi tên là Lê Đoàn Hà My, hôm nay tôi 19 tuổi, tôi đến từ Long An. Tôi tên là Đinh Phương Mỹ Xuyên, năm nay tôi 22 tuổi và tôi đến từ Nghệ An. Tôi tên Phạm Thị Thu Hà, 21 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên là Vũ Thị Thanh Thanh, tôi năm nay 21 tuổi và tôi đến từ Phú Thọ. Tôi tên Vũ Hoàng Thảo Vi, 22 tuổi, đến từ Đồng Nai. Tôi tên Trương Thị Thanh Bình, 21 tuổi, đến từ Tiền Giang. Tôi tên Lê Thị Hà Thu Chiêu, 20 tuổi, đến từ Lâm Đồng. Tôi tên Phạm Thị Minh Châu, 22 tuổi, đến từ Hải Phòng. Tôi tên Vũ Thị Tuyết Trang, 24 tuổi, đến từ Hà Nội. Tôi tên là Đinh Thị Triều Tiên, năm nay tôi 20 tuổi và tôi đến từ Phú Yên. Tôi tên Hoàng Thị Bích Ngọc, tôi 19 tuổi, đến từ Phú Thọ. Tôi tên là Nguyễn Hoàng Bảo Châu, tôi 18 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Tôi tên Trần Tiểu Vi, năm nay tôi 18 tuổi, đến từ Quảng Nam. Tôi tên là Nguyễn Phương Anh, năm nay tôi 19 tuổi, đến từ Quảng Ninh. Tôi tên Nguyễn Hoài Phương Anh, 19 tuổi, đến từ Hà Nội. Tôi tên Lại Quỳnh Giang, 22 tuổi, đến từ Hà Nội. Tôi tên Dương Huyền Trân, 18 tuổi, đến từ Cà Mau. Tôi tên Trần Thị Ngọc Bích, 19 tuổi, đến từ Hà Tĩnh. Yeah.
cảm ơn một tiết mục hết sức nóng bỏng của 43 thí sinh của vòng chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2018. Và quả thật là tiết mục vừa rồi vô cùng tuyệt vời, đúng không quý vị? Vâng, đúng như vậy. Và kính thưa quý vị, ở trên sân khấu lúc này hiện đang còn 43 thí sinh xinh đẹp của chúng tôi. Tuy nhiên, chỉ có 25 cô gái sẽ được chọn để đi tiếp vào vòng trong. Vâng, là đây là một thời điểm vô cùng gây cấn và hồi hộp. Và xin mời ban tổ chức sẽ chuyển cho chúng tôi top 25 cô gái sẽ được bước vào vòng trong của đêm chung kết ngày hôm nay. Xin kính mời ban tổ chức. Kính thưa quý vị, và trên tay của Diễm Trang hiện nay, đây chính là phong bì có chứa top 25 thí sinh sẽ bước vào vòng trong của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018. Và Diễm Trang sẽ không để quý vị chờ đợi lâu thêm nữa. Và trước tiên, Diễm Trang cũng sẽ thông báo một điều, đó chính là top 5 đề cử người đẹp nhân ái 2018 sẽ là 5 thí sinh đầu tiên lọt vào top 25 của đêm chung kết ngày hôm nay. Vâng, và bây giờ chúng tôi xin được công bố ngay top 25. Đầu tiên, xin được chúc mừng thí sinh Bùi Thị Yến Nhi, số báo danh 096. Xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Thúy An, mang số báo danh 457. Xin được chúc mừng thí sinh 018, Chu Thị Minh Trang. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 068, Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Và xin được chúc mừng thí sinh số báo danh 138, Trần Tiểu Vy. Vâng, thưa quý vị, và đây chính là top 5 của người đẹp nhân ái. Và tiếp theo chúng tôi xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Hồng Tuyết, mang số báo danh 052. Tiếp theo xin được chúc mừng số báo danh 322, Lê Hoàng Bảo Trân. Xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Khánh Linh, mang số báo danh 088. Và tiếp theo xin được chúc mừng số báo danh 216, Hà Lương Bảo Hằng. Tiếp theo không ai khác, đó chính là thí sinh Lê Đăng Tú, số báo danh 146. Và xin được chúc mừng Đặng Thị Trúc Mai, số báo danh 295. Xin được chúc mừng thí sinh Phạm Ngọc Linh, mang số báo danh 569. Và xin được chúc mừng số báo danh 400, Vũ Hoàng Thảo Quyên. Tiếp theo, xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 031, Huỳnh Phạm Thủy Tiên. Xin được chúc mừng số báo danh 356, Hà Thanh Vân. Xin được chúc mừng thí sinh Bùi Phương Nga, mang số báo danh 486. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục dành những tràng pháo tay để chúc mừng cho thí sinh mang số báo danh 462, Vũ Hương Giang. Xin được chúc mừng thí sinh Phạm Ngọc Hà My, số báo danh 127. Và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục chúc mừng cho số báo danh 069, Đinh Phương Mỹ Duyên. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 121, Vũ Hoàng Thảo Vy. Vâng, và bây giờ sẽ là số báo danh tiếp theo được sướng tên, số báo danh 116, Lê Thị Hà Thu Chiêu. Xin được chúc mừng thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang, mang số báo danh 392. Xin được chúc mừng cho số báo danh 169, Nguyễn Hoàng Bảo Châu. Xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Hoài Phương An, mang số báo danh 256. Và bây giờ sẽ là số báo danh cuối cùng trong top 25,
Quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho số báo danh 008 Trần Thị Ngọc Bích. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho 25 thí sinh đã lọt vào top 25 của chương trình và xin được cảm ơn những thí sinh còn lại. Kính thưa quý vị, và điểm khác biệt của đêm chung kết Màu Việt Nam năm 2018 đó chính là chúng ta sẽ loại dần thí sinh qua từng phần thi. Và có lẽ điều này sẽ khiến cho quý vị không ít tiếc nuối. Và đây cũng chính là thử thách cho tất cả các bạn thí sinh. Các bạn phải cố gắng hết sức mình, nỗ lực để tỏa sáng trong từng khoảnh khắc trên sân khấu. Vâng, thưa quý vị, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018 đã diễn ra tại đảo Tuần Châu, Hạ Long và Coco Bay, Đà Nẵng. Thí sinh đã có được rất nhiều những trải nghiệm thú vị và được tham quan rất nhiều những cảnh đẹp tuyệt vời của Việt Nam chúng ta. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng xem những hình ảnh trẻ trung, sôi nổi và đầy sức sống của các thí sinh trong vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Xin mời. Oh, oh, oh.
You are so beautiful. You are so beautiful. You are so beautiful. Sexy lady, I love your body, body. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp lại top 25 của chương trình qua phần thi áo tắm với thương hiệu thời trang áo tắm Xuân Thu và giày Dolly. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón thí sinh đầu tiên sẽ xuất hiện trong phần thi này. Xin được giới thiệu thí sinh Nguyễn Thị Hồng Tuyết, số báo danh 052, chiều cao 1m67, nặng 44 kg, số đo 3 vòng 76, 55 và 85. Thí sinh tiếp theo đang có những sải bước vô cùng nóng bỏng, đó chính là thí sinh Bùi Thị Nhi, mang số báo danh 096. Cô có chiều cao 1m68, cân nặng 50 kg, với số đo 3 vòng 83, 61 và 88. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn nóng bỏng của thí sinh mang số báo danh 322, Lê Hoàng Bảo Trân, với chiều cao 1m69, nặng 52 kg, số đo 3 vòng 81, 64 và 90. Đang biểu diễn trên sân khấu là thí sinh mang số báo danh 088, Nguyễn Thị Khánh Linh. Cô có chiều cao 1m67, cân nặng 55 kg, số đo 3 vòng 84, 62 và 93. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của thí sinh Nguyễn Thị Thúy An, số báo danh 457, chiều cao 1m68, nặng 49 kg, số đo 3 vòng 83, 65 và 89. Hà Lương Bảo Hằng là thí sinh đang sải bước trên sân khấu, mang số báo danh 216. Cô có chiều cao 1m68, cân nặng 53 kg, với số đo 3 vòng 75, 65 và 92. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của Lê Thanh Tú, số báo danh 146, chiều cao 1m68, nặng 54 kg, số đo 3 vòng 82, 62 và 90. Tiếp theo đó là những sải bước của thí sinh Đặng Thị Trúc Mai, mang số báo danh 295. Cô có chiều cao 1m69, cân nặng 53 kg, với số đo 3 vòng 84, 62 và 91. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của thí sinh Chu Thị Minh Trang, với số báo danh 018, chiều cao 1m69, nặng 52 kg, số đo 3 vòng 81, 61 và 90. Tiếp theo sẽ là phần trình diễn của thí sinh Phạm Ngọc Linh, mang số báo danh 569. Cô có chiều cao 1m68, cân nặng 52 kg, số đo 3 vòng 82, 59 và 91. Và bây giờ là phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 400, Vũ Hoàng Thảo Quyên. Chiều cao 1m70, nặng 49 kg, số đo 3 vòng 78, 59 và 87. Những sải bước vô cùng tự tin, đó chính là thí sinh mang số báo danh 068, Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cô có chiều cao 1m70, cân nặng 53 kg, số đo 3 vòng 82, 61 và 91.
Và bây giờ là phần trình diễn nóng bỏng của thí sinh mang số báo danh 031, Huỳnh Phạm Thủy Tiên, chiều cao 1m70, nặng 58kg, số đo 3 vòng, 84, 63 và 95. Tiếp theo là phần trình diễn của thí sinh Hà Thanh Vân mang số báo danh 356. Cô có chiều cao 1m70, cân nặng 56kg, số đo 3 vòng, 81, 63 và 93. Và bây giờ là phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 486, Bùi Phương Nga, chiều cao 1m72, nặng 55kg. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của thí sinh Vũ Hoàng Thảo Vi, số báo danh 121, chiều cao 1m70, nặng 47kg và số báo danh tật. Kính thưa quý vị, trên sân khấu là phần trình diễn của thí sinh Lê Thị Hà Thu Chiêu, mang số báo danh 116. Cô có chiều cao 1m71, cân nặng 49kg, số đo 3 vòng, 77, 59 và 91. Và bây giờ là phần trình diễn của thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang, số báo danh 392, chiều cao 1m71, nặng 51kg, số đo 3 vòng, 79, 62 và 89. Và bây giờ sẽ là thí sinh số báo danh 486, Bùi Phương Nga, chiều cao 1m72, nặng 55kg, số đo 3 vòng, 84, 64 và 92. Trên sân khấu là những xe bước của thí sinh Vũ Hương Giang, mang số báo danh 462. Cô có chiều cao 1m72, cân nặng 61kg, với số đo 3 vòng, 82, 64 và 98. Và bây giờ là phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 127, Phạm Ngọc Hà My, với chiều cao 1m73, nặng 62kg, số đo 3 vòng, 83, 62 và 94. Tiếp theo là phần trình diễn của thí sinh Đinh Phương Mỹ Duyên, mang số báo danh 069. Cô có chiều cao 1m73, cân nặng 53kg, với số đo 3 vòng, 81, 66 và 89. Và bây giờ là phần trình diễn của số báo danh 169, Nguyễn Hoàng Bảo Châu, với chiều cao 1m73, nặng 59kg, số đo 3 vòng, 85, 60 và 93. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của số báo danh 138, Trần Tiểu Vy, với chiều cao 1m74, nặng 55kg, số đo 3 vòng, 84, 63 và 90. Trên sân khấu là những sải bước vô cùng tự tin của thí sinh Nguyễn Hoài Vương Anh, mang số báo danh 256. Cô có chiều cao 1m75, cân nặng 63kg, với số đo 3 vòng, 87, 66 và 98. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của số báo danh 008, Trần Thị Ngọc Bích, với chiều cao 1m78, nặng 61kg, số đo 3 vòng, 84, 64 và 94. Và bây giờ chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng cổ vũ cho màn biểu diễn áo tắm vừa rồi được không ạ? Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón sự trở lại của top 25 thí sinh. Xin mời! Thưa quý vị, như vậy là top 25 của chúng ta đã vừa hoàn thành xong phần thi của mình. Họ rất năng động, rất tự tin. Và tôi tin rằng sự tự tin của họ đến từ những tràng vỗ tay của tất cả quý vị ạ. Thưa quý vị, và trong số 25 cô gái xinh đẹp này sẽ chỉ có 15 thí sinh bước tiếp vào phần thi trang phục dạ hội. Và họ là ai?
Xin mời thưa chị quý Vân. Vị, vâng, ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp của chúng ta thì quý vị mới thấy là ban giám khảo của chúng ta vất vả như thế nào phải không ạ? Bây giờ thì Thụy Vân sẽ xin phép lấy danh sách top 15 những cô gái xinh đẹp sẽ bước vào phần thi trang phục dạ hội. Xin được cảm ơn ạ. Quý vị có hồi hộp không ạ? Thưa quý vị, và thí sinh đầu tiên sẽ có mặt trong top 15 là thí sinh mang số báo danh 052 Nguyễn Thị Hồng Tuyết. Và thí sinh tiếp theo xin được chúc mừng thí sinh Bùi Thị Yến Nhi mang số báo danh 096. Tiếp theo sẽ là thí sinh mang số báo danh 457 Nguyễn Thị Thúy An. Và chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho thí sinh mang số báo danh 216 Hà Lương Bảo Hằng. Tiếp theo là thí sinh Lê Thanh Tú, số báo danh 146. Và hãy cùng chúc mừng thí sinh mang số báo danh 569 Phạm Ngọc Linh. Chúc mừng thí sinh Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Và xin được chúc mừng thí sinh Huỳnh Phạm Thủy Tiên mang số báo danh 031. Chúc mừng thí sinh Hà Thanh Vân, số báo danh 356. Và thí sinh thứ 10, xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 486 Bùi Phương Nga. Tiếp theo, xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 127 Phạm Ngọc Hà My. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 069 Đinh Phương Mỹ Duyên. Và tiếp theo sẽ là số báo danh 392 Vũ Thị Tuyết Trang. Và chúng ta chỉ còn 2 thí sinh tiếp theo lọt vào top 15 nữa thôi. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 169 Nguyễn Hoàng Bảo Châu. Thưa quý vị, như vậy là trên sân khấu chúng ta đã có 14 thí sinh có mặt trong top 15. Và cô gái cuối cùng có mặt trong top 15, xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 138 Trần Tiểu Vy. Thưa quý vị, như vậy là trong top 5 đề cử người đẹp nhân ái chúng ta chỉ còn 4 thí sinh. Xin chúc mừng top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018 và xin cảm ơn các thí sinh còn lại. Vâng, các bạn hãy giữ phong độ để có thể chuẩn bị cho phần thi tiếp theo của chính mình. Quý vị xin đừng rời khỏi màn hình, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ quay trở lại trong ít phút nữa.
cho tới đêm nay thôi không lạnh lùng. Cho tôi cơn say yêu thương tận cùng. Cho tôi nơi đây làm nhà. Cho tôi từng ngày trôi qua. Em như ai đi qua đây vài lần. Em như sương đêm rơi rơi thật gần. Nghe như mây đen mùa về. Nghe như ngày dài lê thế. Giữa góc tối đó ai đang có gió, ai đang như thân cỏ. Đời xa buốt lạ lùng, tiếng khóc ngoại ngùng. Nắng gió khấm lối tôi đi muôn nơi, tôi đây quen lâu rồi. Vẫn cứ thế mình tôi. Thank you.
She's just a girl and she's on fire. Harder than a fantasy, longer like a highway. She's living in the whirlwind, it's on fire. Feeling like a catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. She can burn your eyes. Better look the other way. You can try, but you never forget her name. She's on top of the world. Have some hearts, girl. Có thể nói là những vũ điệu của ánh sáng. Tôi tin rằng trong khán phòng này quý vị đang cảm thấy cảm xúc của mình thực sự dâng trào. Vâng thưa quý vị, và hai tiết mục vừa rồi đã giúp cho chúng tôi chia sẻ một câu chuyện về hai mảng đối lập trong cuộc sống của mỗi chúng ta, đó là ánh sáng và bóng tối. Bóng tối tượng trưng cho những ưu tư, phiền muộn và sự tự ti, và cứ mãi ở trong bóng tối của chính mình, hay là bước ra ngoài kia với tràn ngập ánh sáng và sự tươi mới. Đó là lựa chọn, là quyết định, là bản lĩnh của mỗi người. Và hành trình đến với ánh sáng cũng chính là hành trình hướng tới chân thiện mỹ. Thưa quý vị, tôi vẫn nhớ đại văn hào Victor Hugo có một câu nói như thế này ạ. Yêu cái đẹp nghĩa là chúng ta nhìn thấy ánh sáng. Hàng ngày thì chúng ta vẫn nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp,
chúng ta vẫn thấy được sự dữ dội và mạnh mẽ của ngọn lửa. Thế nhưng trong khán phòng ngày hôm nay của chúng ta, tôi tin là quý vị đã nhìn thấy ánh sáng được tỏa ra từ cái đẹp, từ trái tim ấm áp và ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng mỗi một cô gái tham dự Hậu Việt Nam 2018 của chúng ta. Thưa quý vị, và chúng tôi còn nhận thấy những ngọn lửa từ phía quý vị khán giả, bởi vì mỗi cô gái chúng tôi bước ra sân khấu, quý vị đã dành cho họ những tràng pháo tay thật lớn bằng đầy đủ những cảm xúc mà quý vị chia sẻ giống như là chia sẻ với người thân yêu của mình vậy. Và ngay bây giờ thì chúng tôi mong rằng là những tràng pháo tay ấy lại được vang lên, thưa quý vị. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần trình diễn rất đặc biệt với sự trở lại của Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018 trong trang phục dạ hội. Số báo danh 052 Nguyễn Thị Hồng Tuyết. Hồng Tuyết hiện đang là sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Thí sinh Bùi Thị Yến Nhi, số báo danh 096, hiện đang là sinh viên của Đại học Đồng Tháp. Phần trình diễn tiếp theo của thí sinh mang số báo danh 457 Nguyễn Thị Thúy An, hiện cô đang là sinh viên Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, các cô gái xinh đẹp của chúng ta càng thêm phần lộng lẫy trong những chiếc đầm dạ hội cùng trang sức ngọc trai Long Whisper. Thưa quý vị, đây là một sinh viên của Đại học Ngoại thương cơ sở 2, Hà Lương Bảo Hằng, số danh 216. Và phần trình diễn tiếp theo của thí sinh Lê Thanh Tú mang số báo danh 146, cô đến từ Đại học Mở Hà Nội. Và chúng ta cùng chào đón nữ tiếp viên hàng không Phạm Ngọc Linh, số báo danh 569. Lộng lẫy và kiêu sa, trình diễn trên sân khấu là thí sinh mang số báo danh 068 Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cô hiện đang là sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Lại thêm một nữ sinh viên của Đại học Ngoại thương cơ sở 2, Huỳnh Phạm Thủy Tiên, số báo danh 031. Là phần dự thi của thí sinh Hà Thanh Vân mang số báo danh 356, hiện cô đang làm việc tại Trung tâm Tiếng Anh.
đây là thí sinh Bùi Phương Nga, số danh 486, hiện đang là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Chúng ta cùng chào đón phần dự thi của thí sinh Phạm Ngọc Hà My mang số báo danh 127. Cô hiện đang là sinh viên Học viện Ngoại giao. Tiếp theo là thí sinh Đinh Phương Mỹ Duyên, số báo danh 069, là sinh viên Đại học Kinh tế Nghệ An. Trình diễn trên sân khấu lúc này là thí sinh mang số báo danh 392, Vũ Thị Tuyết Trang, cô hiện đang là công tác viên Đài Truyền hình Việt Nam. Sinh Nguyễn Hoàng Bảo Châu, số báo danh 169, vừa mới tốt nghiệp phổ thông trung học. Và phần trình diễn trang phục dạ hội cuối cùng trong top 15 của chúng ta chính là thí sinh Trần Tiểu Vi mang số báo danh 138. Tiểu Vi vừa tốt nghiệp phổ thông trung học. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm lại top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018 trong trang phục dạ hội. Và rõ ràng họ giống như là những nàng công chúa bước ra từ trong cười cổ tích vậy. Rất là khó để ban giám khảo có thể chọn ra ai hơn ai kém để bước tiếp vào top 10. Và cùng với phần trình diễn của top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018, chúng ta đang được lắng nghe những giai điệu vô cùng tuyệt vời của nghệ sĩ violon Hoàng Rốt. Quý vị xin hãy dành cho nghệ sĩ của chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn. Xin được mời ban tổ chức. Thưa quý vị, từ top 15 ngay sau đây, Thụy Vân và anh Mạnh Cường xin phép thay mặt ban tổ chức sẽ được công bố top 10 lọt vào phần thi tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Rất hồi hộp phải không thưa quý vị? Thưa quý vị, và thí sinh đầu tiên có mặt trong top 10 Hoa hậu Việt Nam 2018. Xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 052 Nguyễn Thị Hồng Tuyết. Và thí sinh tiếp theo lọt vào top 10. Xin được chúc mừng thí sinh Bùi Thị Yến Vi mang số báo danh 096. Xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 096 Bùi Thị Yến Nhi. Thưa quý vị, và tiếp theo sẽ là thí sinh mang số báo danh 457 Nguyễn Thị Thúy An. Và tiếp theo xin được chúc mừng thí sinh Phạm Ngọc Linh mang số báo danh 569. Và tiếp theo sẽ là một cô gái đến từ thành phố Hồ Chí Minh, 068 Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cũng là một cô gái tên là Tiên ạ. Vâng, xin được chúc mừng thí sinh Huỳnh Phạm Thủy Tiên mang số báo danh 031. Và tiếp theo xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh
486 Bùi Phương Nga. Chúng ta chỉ còn 3 thí sinh nữa thôi thưa quý vị. Và thí sinh tiếp theo, xin được chúc mừng thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang bằng số báo danh 392. Thưa quý vị, và tiếp theo thí sinh thứ 9 có mặt trong top 10 đó là thí sinh mang số báo danh 169 Nguyễn Hoàng Bảo Châu. Ai sẽ là cô gái may mắn nằm trong top 10 của Hoa hậu Việt Nam 2018? Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 138 Trần Tiểu Vi. Một lần nữa xin được chúc mừng top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Và ngay bây giờ thì tôi xin được cảm ơn các bạn thí sinh còn lại. Và ngày hôm nay các bạn có quyền tự hào vì những điều mà mình thể hiện trong đêm chung kết này. Và chắc chắn là sự đồng hành với Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ trở thành một ký ức vô cùng đáng nhớ của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vâng, và một lần nữa xin được chúc mừng cho top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 2018 thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, ở ngay cạnh và ở phía đằng sau Tuấn Tú đây đang có rất nhiều những quý vị khán giả đã đến ủng hộ cho chương trình Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Có thể nói là gần như không còn một chỗ trống nào ạ. Quý vị và các bạn hãy cùng giơ tay lên được không ạ? Vâng, rất đông, rất tuyệt vời, một không khí rất tuyệt vời ở dưới này. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một phần rất đặc biệt của chương trình. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đã được thưởng thức rất nhiều những cung bậc cảm xúc của ánh sáng trong chương trình ngày hôm nay. Và ở trong đó thì chúng ta thấy rằng ở sau cái phía ánh sáng của chiếc vương miện rất danh giá kia, đó là sự hội tụ, sự kết tinh của tri thức, của sắc đẹp và lòng nhân ái. Vâng, kính thưa quý vị, và ánh sáng trái tim của những người trẻ tuổi đôi mươi đang rất nóng và đầy sự lan tỏa. Và kính thưa quý vị, ở trong xung quanh Tuấn Tú đây có rất nhiều những quý vị khán giả đã đến ủng hộ của chương trình. Và đặc biệt ở trong đó còn có rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã đến ủng hộ các bạn thí sinh trong chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng với sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị khán giả thì những thí sinh của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có thêm thật nhiều tinh thần để chiến thắng những vòng thi tiếp theo. Và đây sẽ là điều đặc biệt của chương trình. Ở trên tay Tuấn Tú đang có một ngọn nến, và Tú hy vọng rằng tất cả chúng ta hãy cùng thắp sáng ngọn nến của mình để truyền những ngọn lửa yêu thương ấm áp đến cho tất cả những thí sinh, cho đến chương trình của chúng ta. Và tôi hy vọng rằng ngọn lửa này không chỉ làm thắp sáng khán phòng của chúng ta đêm nay, mà nó còn truyền đi cho tất cả những người Việt Nam trên cả nước. Và kính thưa quý vị, và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm, một tiết mục đặc biệt của chương trình ngày hôm nay, được có tên Khúc ca yêu cuộc đời, với phần thể hiện của nữ ca sĩ Lưu Hiền Trinh, Bé Bảo Châu, Bé Bảo Ngọc và nhóm người mẫu nhí Pinkies. Một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. Hãy
những giọt sương đêm còn đọng lại trên cánh hoa, khẽ tan vào nắng mai. Thấp thoáng những cánh hoa tưởng chừng khô héo, vẫn vươn lên tươi xanh hơn, vàng rực rỡ cánh đồng. Và tôi hát khúc ca yêu cuộc đời, đón ánh mặt trời, tựa đó hương dương đang rạng ngời. Ngọc tràn sức sống, mây dương gọi mời, trái tim đáp lời, mãi mãi trên môi nụ cười, nói tôi yêu cuộc đời. Trình Người Đẹp Nhân Ái 2018 đã về đích. 43 thí sinh đã hoàn thành các dự án của mình. Cái đẹp sản sinh ra cái đẹp và nhân rộng cái đẹp. Người Đẹp Nhân Ái 2018 đã gây dấu ấn mạnh mẽ và đã thực sự tạo nên sự khác biệt. Tụi em đền cho người ta những người bạn. Hành trình này đã chạm đến trái tim của hàng triệu người trên khắp đất nước Việt Nam bởi những giá trị thiết thực. Hành trình truyền cảm hứng và lan tỏa yêu thương, mở ra những giá trị mới về cuộc thi nhan sắc quốc gia. Mình đang hạnh phúc và may mắn hơn rất rất là nhiều người. Tại sao khi mà ngoại con, cha con thì hơn mẹ con. Mẹ con có chồng rồi, còn cha con thì có vợ rồi. Gia đình hai bên không ai đồng ý, chờ khẩu thêm thôi. Cô gái đẹp nhất không phải là lúc mà đăng quang hoa hậu, mà có lẽ là cô gái đẹp nhất khi mà họ được sống với cả tình yêu của họ. Các
cái hành trình này để lại cho em những cái cảm xúc cực kỳ mãnh liệt. Và đã thắp lên trong họ một niềm hy vọng. Trong cuộc sống thì chúng ta nên cho đi và không cần phải đợi đến một ngày nào đó ta có thể nhận lại. Em cảm thấy mình đã được khôn lớn hơn, em có thể cảm thông được, có thể hiểu được. Niềm vui của mọi người cũng là niềm vui của bọn em. Tôi nghĩ là vương miện đã trang. Hoa hậu nhân ái thế giới Đỗ Mỹ Linh đã ghi tên mình vào lịch sử cuộc thi Hoa hậu thế giới 2017 với dự án Cổng điện lên bảng. Và để nối dài những hành trình nhân ái của Hoa hậu Việt Nam, những cô gái với trái tim nồng ấm sẽ thắp lên ngọn lửa từ trái tim, thắp sáng bóng tối, lan tỏa tình yêu thương. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng vừa được xem lại video clip thực hiện dự án Người đẹp nhân ái của Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Người đẹp nhân ái không chỉ dừng lại ở một phần thi mà đó là những cô gái trẻ bằng vẻ đẹp và sự thiện tâm của mình đã chinh phục chúng ta bằng những việc làm thiết thực và đầy ý nghĩa. Và tôi nhìn thấy ở họ sự khát khao được cống hiến và được cùng cộng đồng tạo nên những gam màu sắc đẹp cho cuộc sống. Và đứng ở ngay bên cạnh tôi lúc này là chị Phạm Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng, Phó trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Và đặc biệt đây chính là người khởi xướng cho phần thi Người đẹp nhân ái ạ. Vâng, thưa bà Phạm Kim Dung, sau đây Tuấn Tú xin có một câu hỏi như thế này. Chính bà Phạm Kim Dung đã là người tạo nên và khởi xướng nên dự án Người đẹp nhân ái. Và bây giờ cái cảm xúc của chị như thế nào? Và đặc biệt là cái giá trị đích thực mà Người đẹp nhân ái đã mang lại là gì ạ? Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị khán giả đang ngồi tại sân khấu Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cũng như tất cả các khán giả đang xem qua sóng truyền hình kênh VTV1. Đối với chúng tôi, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, chúng tôi hiểu rằng một cô gái đủ nhan sắc để tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, đó là một món quà vô giá mà cha mẹ và tạo hóa đã tặng cho bạn ấy. Và với chúng tôi nghĩ rằng là điều gì sẽ tạo nên cái cốt cách cuối cùng, điều gì tạo nên một cái sự hoàn hảo ở một cô gái, đó không phải là một nhan sắc thôi chưa đủ. Đối với chúng tôi, đó là một cái đầu trí tuệ, một trái tim nhân ái và một tấm lòng đầy trắc ẩn. Và điều gì sẽ tạo nên những điều đó ở một cô gái? Chắc chắn rằng là không thể những cái điều giáo dục sáo rỗng, những bài học sáo rỗng, những câu nói đơn giản hay là những câu châm ngôn chỉ nghe được hay đọc được ở đâu đó. Mà đối với chúng tôi, các cô gái thí sinh Hoa hậu Việt Nam phải trở thành những cô gái chịu thương chịu khó, sống ở những nơi không phải là nơi sống của mình, sống bằng số phận của những số phận không phải là số phận của mình, để từ đó hiểu hơn, chia sẻ hơn và mới có thể trưởng thành một cách bình thường được, mới có thể trưởng thành với tấm lòng nhân ái. Và tấm lòng nhân ái đó chính là sợi chỉ đỏ để có thể dẫn dắt chúng ta đến mọi những cái hoạt động đúng đắn và thành công hơn nữa. Và chúng tôi, 2 năm một lần, chúng tôi lại được có cơ hội sở hữu những món quà vô giá đó trong thời gian ngắn ngủi. Chúng tôi hiểu rằng là trách nhiệm của chúng tôi sẽ làm gì để cho những món quà đó được tỏa sáng, để khi chúng tôi trả các cô gái về với cha mẹ thì cha mẹ có thể hài lòng hơn, có thể cảm thấy con mình đã trưởng thành hơn. Và những dự án nhân ái ra đời từ những cái tâm tư như vậy. Và năm 2016 và năm 2018, tổng cộng chúng tôi đã làm hơn 45 dự án nhân ái.
Trong đó có đến hơn 35 dự án là các công trình điện đường trường trạm. Một phần lớn là những dự án truyền cảm hứng và những dự án xã hội, cộng đồng, môi trường. Và tổng giá trị của những dự án lên đến rất nhiều tỷ đồng. Và chúng tôi nghĩ rằng là giá trị từ thiện đó nó đã vượt qua cái khuôn khổ của một cuộc thi nhan sắc, mà nó đã trở thành những dự án xã hội truyền cảm hứng. Điều mà chúng tôi muốn rằng sau khi các em bước ra từ những dự án nhân ái, trở về với gia đình, trở về với những cái nơi là nơi ở của mình, thì các em sẽ có nhiều trải nghiệm hơn, các em sẽ thân thương hơn, các em sẽ nhìn mọi thứ bằng những cái trái tim đầy trắc ẩn hơn. Và chúng tôi nghĩ rằng là trong một chừng mực nào đó thì chúng tôi cũng đã thành công. Và điều cuối cùng tôi nghĩ rằng là tất cả những người đàn ông ngồi đây, tất cả những người, những anh đẹp trai đang xem chương trình truyền hình sẽ đều cùng suy nghĩ với chúng tôi rằng là khi những người phụ nữ sau những bon chen ngoài xã hội, họ trở về với gia đình với một cái tấm lòng đầy nhân ái, đầy vị tha và luôn luôn bao dung, thì chắc là các anh sẽ cảm thấy là cuộc đời sẽ đẹp hơn và gia đình mình sẽ vui hơn rất nhiều, đúng không ạ? Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ của bà Phạm Kim Dung. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại ngay với MC Thụy Vân để cùng biết ai sẽ đạt được danh hiệu Người đẹp nhân ái năm 2018. Xin mời. Vâng, thưa quý vị, rõ ràng là trải nghiệm sẽ giúp cho con người ta trưởng thành hơn. Và đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thì các thí sinh của chúng ta đã có được những trải nghiệm quý giá như thế. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại top những người đẹp nhân ái. Và trong năm đề cử thì giờ đây chúng ta chỉ còn 4 thí sinh đang xuất hiện trên sân khấu lúc này. Xin mời các bạn sẽ bước lên phía trước. Và chúng tôi xin phép được lấy kết quả từ ban giám khảo của chúng ta. Xin mời ạ. Thưa quý vị, trong 4 cô gái xuất hiện trên sân khấu lúc này thì ai sẽ trở thành người đẹp nhân ái của Hoa hậu Việt Nam 2018? Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 068 Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cô gái xinh đẹp của chúng ta đã trở thành người đẹp nhân ái trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Thùy Tiên. Và ngay sau đây tôi xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Cẩm Phương sẽ lên sân khấu cùng với bà Phạm Kim Dung để trao giải người đẹp nhân ái. Thưa quý vị, người đẹp nhân ái của chúng ta là thí sinh có dự án xã hội thành công nhất và có tầm ảnh hưởng nhiều nhất để đạt được danh hiệu Người đẹp nhân ái 2018. Chúng ta đã nhìn thấy Thùy Tiên vô cùng xúc động khi vinh dự nhận được giải thưởng này. Xin được trân trọng cảm ơn bà Cẩm Phương, xin được cảm ơn bà Phạm Kim Dung. Thưa quý vị, như đã công bố ngay từ ban đầu thì Thùy Tiên chính là thí sinh đầu tiên sẽ lọt vào top 5 của Hoa hậu Việt Nam 2018. Và Thùy Tiên sẽ ngay lập tức bước vào phần thi ứng xử, một thử thách dành cho top 5 của chúng ta. Thùy Tiên thân mến, em có thể lại gần với Thụy Vân được không? Bây giờ thì mình sẵn sàng để bước vào thử thách đầu tiên nhé. Thùy Vân sẽ giúp Thùy Tiên nhé. Nào, bây giờ trước mắt mình là những câu hỏi và mình sẽ lựa chọn thật bình tĩnh, tự tin để thể hiện được vẻ đẹp trí tuệ của mình. Nguyễn Thúc Thùy Tiên, xin mời bạn. Thùy Tiên sẽ đọc câu hỏi của mình. Câu hỏi dành cho em là: bạn nghĩ có chỗ cho các hoa hậu và người đẹp trong việc thực hiện cuộc cách mạng 4.0 hay không?
Vâng, một tràng vỗ tay để cổ vũ Thùy Tiên của chúng ta. Xin mời bạn trả lời. Em xin phép được trả lời câu hỏi của mình. Thì nói thật thì em học chuyên ngành ngôn ngữ. Cách mạng 4.0 có vẻ là hơi xa lạ đối với em. Nhưng mà em sẽ trả lời bằng ý của mình. Cách thật lòng là em nghĩ là bất kỳ một thời đại nào, ở bất kỳ một xã hội nào, nếu như mình, bản thân mình cố gắng hoàn thành, làm tốt vai trò và nhiệm vụ của mình thì đều là một đóng góp có ích và đóng góp to lớn cho xã hội đó. Và cách mạng và của cách mạng 4.0 hay ngành công nghiệp 4.0 đều không là ngoại lệ. Em xin hết ạ. Xin được chúc mừng Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã hoàn thành xong thử thách với phần thi ứng xử của mình. Xin được cảm ơn bạn. Thưa quý vị, đó là phần dự thi đầu tiên của thí sinh trong top 5 của chúng tôi với phần thi ứng xử. Và bây giờ thì Thùy Vân cũng đã có kết quả của top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018. Xin phép được công bố ngay sau đây. Thưa quý vị, và thí sinh tiếp theo sẽ tham gia phần thi ứng xử của chúng ta. Xin được chúc mừng một thí sinh đến từ Kiên Giang, thí sinh Nguyễn Thị Thúy An mang số báo danh 457. Xin được chúc mừng Thúy An, và bây giờ hãy thật bình tĩnh, tự tin để đến với phần thi ứng xử của mình. Xin mời em. Câu hỏi của em là, người ta nhận xét rằng trong thời đại công nghệ ngày nay, con người có những mất mát về mặt tình cảm và ngày càng ít quan tâm đến nhau. Bạn có nghĩ gì cuộc sống này sẽ đến lúc không còn lòng nhân ái nữa không? Em xin phép được trả lời câu hỏi của mình. Lòng nhân ái xuất phát từ trái tim, tấm lòng của mỗi con người, thì em nghĩ lòng nhân ái sẽ không bao giờ kết thúc, vì lòng nhân ái sẽ được nhân rộng ra, sẽ được lòng nhân ái gắn kết từ tình yêu thương này đến tình yêu thương khác, và nó sẽ lan tỏa khắp muôn nơi, và ngọn lửa đó nó sẽ thắp sáng cho các thế hệ tương lai sau. Nên em nghĩ lòng nhân ái sẽ luôn đi theo mỗi con người chúng ta. Em xin hết. Vâng, lòng nhân ái sẽ đi theo mỗi một chúng ta để lan tỏa tới tất cả mọi người. Xin được cảm ơn Thúy An rất nhiều với phần thi ứng xử của mình. Cảm ơn em. Thưa quý vị, và thí sinh tiếp theo sẽ tham gia thử thách phần thi ứng xử của chúng ta. Rất hồi hộp. Xin được chúc mừng thí sinh 138 Trần Tiểu Vy. Xin được chúc mừng Tiểu Vy, và bây giờ xin mời em hãy lựa chọn câu hỏi của mình. Thật bình tĩnh nhé. Câu hỏi của em là, hãy tưởng tượng bay bổng một chút, bạn bỗng nhiên vượt thời gian và có mặt ở xã hội loài người 100 năm sau. Trước khi trở về với thực tại, bạn sẽ nói gì với các bạn trẻ ở thì tương lai ấy? Đã sẵn sàng chưa? Vâng, một tràng vỗ tay cổ vũ đúng không ạ? Nếu như em có cơ hội được nói với lại các thế hệ mai sau, thì em sẽ nói rằng các bạn hãy tin vào chính ước mơ của mình và hãy trau dồi kiến thức để có thể thành công, và chính những sự thành công ấy thì các bạn sẽ có thể giúp được những người xung quanh và giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Em xin hết ạ. Xin được chúc mừng Trần Tiểu Vy đã hoàn thành xong phần thi ứng xử của mình. Hãy tin vào những ước mơ của mình, hãy tin vào ước mơ của chính bạn. Cảm ơn Trần Tiểu Vy. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cô gái tiếp theo sẽ lọt vào phần thi ứng xử. Xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Hồng Tuyết mang số báo danh 052.
mời Hồng Tuyết sẽ lựa chọn câu hỏi của mình. Em xin được phép đọc câu hỏi của mình. Giả sử bạn là hoa hậu và một người nói với bạn rằng phải trả giá, phải đánh đổi mới có thể được trở thành hoa hậu, bạn sẽ nói gì? Và bây giờ cô trả lời. Em xin được phép trả lời câu hỏi của mình. Theo quan điểm của em thì bất cứ sự thành công nào cũng đều phải đánh đổi. Nhưng sự đánh đổi đó mang nghĩa tích cực hay tiêu cực thì đều tùy thuộc vào bản thân mình. Và đối với em, trở thành hoa hậu mang nghĩa đánh đổi một cách tích cực. Đó là đánh đổi đi một cuộc sống bình thường để nhận lại cho mình một cơ hội để cống hiến sức mình vào cho xã hội, cho đất nước và cho nhân loại. Em xin hết ạ. Xin được cảm ơn Hồng Tuyết với những chia sẻ vừa rồi. Cảm ơn bạn. Thưa quý vị, và chúng ta chỉ còn một thí sinh duy nhất sẽ lọt vào top 5 của cuộc thi hậu Việt Nam tham gia phần thi ứng xử của chúng ta. Không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 486 Bùi Phương Nga. Phương Nga thân mến, hãy lựa chọn câu hỏi của mình. Em xin phép đọc câu hỏi của mình. Giả sử khi cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2018 đã kết thúc, bạn là thí sinh ra về tay trắng và được phỏng vấn, bạn sẽ nói gì? Vâng, và trước khi Phương Nga của chúng ta trả lời câu hỏi này thì xin được gửi lời chúc mừng một lần nữa tới top 10 hoa hậu Việt Nam. Cảm ơn các bạn, chúng ta sẽ lui vào bên trong hậu trường để đến với phần trình diễn tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ xin mời Phương Nga chúng ta sẽ trả lời nhé. Em xin được phép trả lời câu hỏi của mình. Nếu phải ra về tay trắng, điều đầu tiên là em sẽ chúc mừng tân hoa hậu Việt Nam 2018. Em hy vọng bạn ấy sẽ luôn tỏa sáng, thực hiện tốt sứ mệnh của mình. Tuy nhiên, đến được với top 5 là bọn em đã trải qua một quãng đường dài. Bọn em đã học được rất là nhiều điều mới, có nhiều người bạn và mở ra nhiều cơ hội mới trong tương lai. Và em nghĩ đây đã là chiến thắng của chính bản thân bọn em. Và em xin cảm ơn. Rất tuyệt vời phải không thưa quý vị? Năm cô gái của chúng ta mỗi người đều có một quan điểm, một chia sẻ với tất cả quý vị khán giả đang ngồi đây để chúng ta thấy rằng thực sự vẻ đẹp trí tuệ đã lên ngôi trong cuộc thi hậu Việt Nam 2018. Thưa quý vị, bây giờ thì tôi xin phép được nhường lời lại cho anh Mạnh Cường, xin mời ạ. Cảm ơn Thùy Vân và xin được chúc mừng top 5 của chúng ta đã trải qua một phần thử thách rất là cam go, đó là phần ứng xử. Thưa quý vị, hiện nay thì khán phòng của nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh rất nóng thưa quý vị. Vâng ạ, bởi vì tôi có cảm giác là chỉ cần tôi nói ra một cái tên là ứng viên của Hoa hậu Việt Nam 2018 thôi thì khán phòng của chúng tôi có thể dậy sóng. Tuy nhiên, quý vị hãy yên tâm bởi vì ban giám khảo chúng tôi là những người rất là công tâm, uy tín và nhiều kinh nghiệm. Họ lát nữa đây sẽ chọn ra một cái tên vô cùng xứng đáng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian của ánh sáng và cùng chào đón sự xuất hiện vô cùng rạng rỡ của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Thank you.
đầu bắt lấy những ánh sáng cô vùng rực màu đất chiều soi bật đón lên chút ánh sáng để mình cùng bay theo ngân hà cùng bay theo ngân hà cùng bay theo ngân hà so clap your hands clap your hands clap your hands cùng bay theo ngân hà clap your hands clap your hands clap your hands I'm not afraid to die.
cảm ơn ca sĩ Hồ Ngọc Hà và vũ đoàn Hoàng Thân đã mang đến một phần biểu diễn vô cùng tuyệt vời, thưa quý vị. Và còn rất nhiều điều tuyệt vời nữa. Quý vị đừng chuyển kênh, bởi Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ quay trở lại ngay với phần đáng được mong đợi nhất.
xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Vâng, thưa quý vị, và ở trên sân khấu lúc này đó chính là 43 thí sinh của chương trình trong đêm nay. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón họ, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ đây thì chúng ta đang bước vào phần gây cấn nhất của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018. Đó chính là phần công bố kết quả. Danh vị Hoa hậu Việt Nam thì chỉ có một mà thôi. Nhưng chặng đường dài để đến với chiếc vương miện đó chính là nỗ lực của tất cả các bạn thí sinh. Và chúng ta sẽ dành những giải thưởng danh giá để tôn vinh họ. Và đó là những giải thưởng gì? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Hoa hậu Việt Nam 2018, những giải thưởng danh giá. 9 giải thưởng phụ, mỗi giải 50 triệu đồng. Giải thưởng người đẹp nhân ái trị giá 100 triệu đồng và được đặt cách vào top 5 ứng xử. Giải Á hậu 2 250 triệu đồng. Giải Á hậu 1 300 triệu đồng. Tân Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ được trao giải thưởng 500 triệu đồng cùng những vật phẩm giá trị: vương miện, ghế đăng quang, quyền trường và giày đăng quang. Đặc biệt, Tân Hoa hậu sẽ là người đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc uy tín thế giới. Thưa quý vị, đó là những giải thưởng rất là hấp dẫn của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giải thưởng đầu tiên, đó là người đẹp áo dài. Và để có được kết quả, xin mời ban tổ chức. Những cô gái của chúng ta đã trải qua một hành trình rất dài để có mặt trong đêm nay. Danh vị Hoa hậu Việt Nam thì chỉ có một. Tuy nhiên, nỗ lực là tất cả 43 cô gái. Và họ xứng đáng được nhận những giải thưởng vô cùng quý giá. Thưa quý vị, và trên tay của Thụy Vân thì đã có kết quả người đẹp áo dài. Và chúng tôi xin phép được công bố. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 146 Lê Thanh Tú. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Hải cùng Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Ngọc Hưng lên trao giải người đẹp áo dài. Thưa quý vị, ngay từ đầu chương trình chúng ta đã được xem phần trình diễn áo dài của các thí sinh qua những vùng miền của Tổ quốc. Vâng, tà áo dài Việt Nam bao giờ cũng đem lại vẻ dịu dàng nền nã cho những cô gái Việt Nam chúng ta. Và thí sinh Thanh Tú đã xuất sắc giành danh hiệu người đẹp áo dài. Chúc mừng Lê Thanh Tú và cảm ơn các vị khách quý. Kính thưa quý vị, và tiếp theo sẽ là giải thưởng người đẹp có gương mặt khả ái. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời kết quả đến từ ban tổ chức. Thưa quý vị, và đây chính là kết quả của người đẹp có gương mặt khả ái. Ngay bây giờ chúng tôi xin phép được công bố. Và thí sinh đã đạt được giải thưởng người có gương mặt khả ái. Xin chúc mừng thí sinh mang sự báo danh 052 Nguyễn Thị Hồng Tuyết. Vâng, xin được chúc mừng cho Nguyễn Thị Hồng Tuyết. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời chị Đặng Thanh Hà cùng Hoa hậu Việt Nam năm 1992 Hà Kiều Anh sẽ lên trao giải người có gương mặt khả ái và tặng hoa cho hai thí sinh còn lại. Xin được trân trọng kính mời. Quý vị thân mến, giải thưởng gương mặt khả ái đã gọi tên thí sinh Nguyễn Thị Hồng Tuyết. Và giải thưởng danh giá này tôn vinh những đường nét ngọt ngào trên gương mặt của cô gái Á Đông. Xin được chúc mừng thí sinh và xin cảm ơn các vị khách quý. Thưa quý vị, và tiếp theo là giải người có làn da đẹp. Xin mời ban tổ chức.
Và nếu như là Diễm Trang và Tuấn Tú đã nhận được kết quả từ ban tổ chức thì xin mời hai bạn hãy công bố giải người có làn da đẹp. Thưa quý vị, và chúng tôi vẫn đang chờ đợi giải thưởng người đẹp có làn da đẹp từ ban tổ chức. Vâng, trên tay Tuấn Tú và Diễm Trang bây giờ chưa có giải người có làn da đẹp ạ. Lại một lần nữa chúng tôi xin nhờ ban tổ chức gửi đến những các MC chúng tôi một lần nữa kết quả người đẹp có làn da đẹp nhất. Vâng, rất hồi hộp đúng không ạ? Thưa quý vị, và đây là kết quả. Vâng, và chúng tôi đã có kết quả. Và xin chúc mừng thí sinh mang số danh 096 Bùi Thị Yến Nhi. Xin được trân trọng kính mời bà Lê Thị Bích Phượng cùng Á hậu năm 1998 Ngô Thúy Hà sẽ lên trao giải người có làn da đẹp và chúc mừng cho cô gái xinh đẹp của chúng ta. Chúc mừng thí sinh Bùi Thị Yến Nhi và xin cảm ơn các vị khách quý. Thưa quý vị, và chúng ta sẽ đến với giải thưởng tiếp theo, giải người đẹp truyền thông. Nhưng trước hết hãy cùng điểm lại một vài những hoạt động của phần thi người đẹp truyền thông trong thời gian vừa qua. Người đẹp truyền thông, giải thưởng được đánh giá dựa trên khả năng ứng xử nhạy bén và tương tác của thí sinh qua cuộc trò chuyện với Á hậu Diễm Trang. Qua vòng đối thoại được livestream công khai với khán giả, top 3 ứng cử cho giải người đẹp truyền thông đã gọi tên thí sinh Phạm Ngọc Linh, số báo danh 569, thí sinh Phạm Ngọc Hà My, số báo danh 127 và thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang, số báo danh 392. Liệu ai sẽ đạt được danh hiệu người đẹp truyền thông? Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ không kéo dài thời gian hơn nữa. Chúng ta sẽ biết được người đẹp truyền thông là ai. Xin mời anh Mạnh Cường. Thưa quý vị, trên tay của Thụy Vân thì vẫn chưa có được kết quả cuối cùng. Xin mời ban tổ chức có thể chuyển cho chúng tôi kết quả người đẹp truyền thông ngay sau đây được không ạ? Chúng tôi chỉ mới có đề cử top 3 người đẹp truyền thông và kết quả cuối cùng. Xin được mời ban tổ chức. Và xin được chúc mừng thí sinh Phạm Ngọc Linh, số báo danh 569. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Hứa Cao Chí cùng Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2016 Huỳnh Thị Thùy Dung sẽ lên trao giải người đẹp truyền thông và tặng hoa cho hai thí sinh còn lại. Cảm ơn các vị khách quý và chúc mừng thí sinh Phạm Ngọc Linh. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với giải thưởng tiếp theo của chương trình, giải Người đẹp du lịch. Và hãy cùng điểm lại những hoạt động sôi nổi của phần thi Người đẹp du lịch. Người đẹp du lịch, giải thưởng mới của cuộc thi năm nay. Đây cũng là một trong những giải thưởng góp phần nâng cao tính quảng bá ẩm thực, văn hóa, du lịch đất nước. Chung kết cuộc thi, ba cô gái xuất sắc nhất được gọi tên vào top 3 đề cử: Hà Thanh Vân, số báo danh 356, Hà Lương Bảo Hằng, số báo danh 216, Vũ Hoàng Thảo Vi, số báo danh 121. Danh hiệu người đẹp du lịch sẽ thuộc về ai? Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ công bố ngay giải thưởng người đẹp du lịch đã thuộc về thí sinh mang số báo danh 216 Hà Lương Bảo Hằng. Xin chúc mừng.
Xin trân trọng kính mời bà Phạm Thị Kim Nhung cùng Á hậu Việt Nam 2016 Thanh Tú sẽ trao giải người đẹp du lịch và tặng hoa cho hai thí sinh còn lại. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho Hà Lương Bảo Hằng và xin được cảm ơn các quý vị khách mời. Và giờ chúng ta sẽ cùng đến với đề cử của giải Người Đẹp Thể Thao. Người Đẹp Thể Thao, vẻ đẹp khỏe khoắn, trẻ trung, năng động. Lần đầu được tổ chức bài bản với nhiều nội dung thi đấu. Top 3 đề cử: Huỳnh Phạm Thủy Tiên, số báo danh 031, Lê Thị Hà Thu Chiêu, số báo danh 116, Bùi Phương Nga, số báo danh 486. Ai sẽ là người đẹp thể thao Hoa hậu Việt Nam 2018? Và người đẹp thể thao của chúng ta xin được chúc mừng thí sinh Huỳnh Phạm Thủy Tiên mang số báo danh 031. Chúng tôi trân trọng kính mời bà Lê Phương cùng Á hậu Thái Như Ngọc trao giải người đẹp thể thao, cùng hoa cho hai thí sinh còn lại. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị khách quý, xin được chúc mừng cho các thí sinh của chúng ta. Quý vị thân mến, và tiếp theo đây sẽ là giải thưởng Người Đẹp Tài Năng. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng nhìn ngắm lại những hoạt động sôi nổi để đến với phần thi này. Người Đẹp Tài Năng, phần thi gây bất ngờ với sự đa dạng và độc đáo đến từ các tiết mục của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018. Sự đầu tư chỉnh chu về mặt hình ảnh cũng như nội dung truyền tải tại đêm chung khảo đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả. Ninh Phương Mỹ Duyên, số báo danh 069, Dương Huyền Chân, số báo danh 267 và Lê Thanh Tú, số báo danh 146. Ai sẽ là người nắm giữ danh hiệu Người Đẹp Tài Năng? Hãy đón chờ ngay sau đây. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi sẽ không để quý vị đợi lâu nữa. Chúng tôi xin được phép công bố thí sinh đã đạt giải Người Đẹp Tài Năng. Xin chúc mừng thí sinh mang sự báo danh 069, Đinh Phương Mỹ Duyên. Vâng, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Bùi Thị Mỹ Cảnh cùng với Hoa hậu 1990 Diệu Hoa lên trao giải Người Đẹp Tài Năng và tặng hoa cho hai thí sinh còn lại. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin chúc mừng và xin được cảm ơn những quý vị khách mời. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đề cử của Người Đẹp Thời Trang. Người Đẹp Thời Trang, giải thưởng mới tại Hoa hậu Việt Nam 2018. 3 đêm trình diễn, 4 bộ sưu tập đa sắc màu, 3 cô gái có phong cách trình diễn ấn tượng nhất: Nguyễn Thúc Thùy Tiên, số báo danh 068, Nguyễn Hoài Phương Anh, số báo danh 256, Nguyễn Thị Hồng Tuyết, số báo danh 052. Người Đẹp Thời Trang Hoa hậu Việt Nam 2018, cô gái nào sẽ được gọi tên? Vâng, thưa quý vị, và giải Người Đẹp Thời Trang đã thuộc về thí sinh mang số báo danh 256, Nguyễn Hoài Phương Anh. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Phạm Văn Việt cùng Hoa hậu Việt Nam năm 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ lên trao giải Người Đẹp Thời Trang và tặng hoa cho thí sinh còn lại. Xin được trân trọng kính mời.
Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có một tuần lễ thời trang vô cùng đáng nhớ tại thành phố Đà Nẵng và có những trải nghiệm thật là tuyệt vời tại tổ hợp du lịch và giải trí Coco Bay. Cảm ơn các vị khách quý. Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với giải thưởng tiếp theo của chương trình, giải Người đẹp biển, và chúng ta sẽ cùng xem lại các đề cử. Người đẹp biển, vẻ đẹp khỏe khoắn, quyến rũ từ hình thể. Những màn trình diễn nóng bỏng, sôi động lần đầu tiên được tổ chức thành đêm diễn hoành tráng, truyền hình trực tiếp trên kênh quốc gia VTV9. Top 3 đề cử: Đặng Thị Trúc Mai, số báo danh 295, Nguyễn Hoàng Bảo Châu, số báo danh 169, Trần Tiểu Vy, số báo danh 138. Ai sẽ là người đẹp biển kế vị tiếp theo của Hoa hậu Việt Nam 2018? Và ngay bây giờ chúng tôi xin được công bố giải thưởng người đẹp biển đã thuộc về thí sinh mang số báo danh 169, Nguyễn Hoàng Bảo Châu. Xin trân trọng kính mời Mr. Edward Lee cùng Á hậu Hồ Việt Nam 2014 Huỳnh My sẽ trao giải người đẹp biển và tặng hoa cho hai thí sinh còn lại. Vâng, và một lần nữa chúng ta xin được chúc mừng cho Nguyễn Hoàng Bảo Châu và xin được cảm ơn các quý vị khách mời. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là giây phút hồi hộp nhất của hành trình tìm kiếm Hoa hậu Việt Nam 2018. Thí sinh nào sẽ trở thành tân hoa hậu và nhận được chiếc vương miện danh giá? Xin được mời top 5 tiến lên phía trước. Thưa quý vị, trên tay của Thụy Vân lúc này thì đã có quyết định, kết quả đến từ ban giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Và tôi xin phép sẽ được mở phong bì này ra. Và chúng tôi xin được công bố Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018 đã thuộc về thí sinh mang số báo danh 457, Nguyễn Thị Thúy An. Vâng, và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho Nguyễn Thị Thúy An, thưa quý vị. Trân trọng kính mời cố vấn sắc đẹp chị Đặng Thanh Hằng và bà Nguyễn Thị Nam Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng lên trao giải cho danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018. Những cô gái của chúng ta đã trải qua bên nhau. Và ngày hôm nay đây chúng ta đang thấy những cô gái của chúng ta đang được tôn vinh trên sân khấu của Hoa hậu Việt Nam. Một lần nữa xin được chúc mừng Á hậu 2 Nguyễn Thị Thúy An. Cảm ơn các vị khách quý. Quý vị thân mến, và top 3 danh giá của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 đã gọi tên Á hậu 2. Và ngay bây giờ Diễm Trang xin được phép công bố. Tiếp theo đây sẽ là giải Á hậu 1. Xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 486, Bùi Phương Nga. Và một lần nữa xin được chúc mừng thí sinh Bùi Phương Nga đã giành giải Á hậu 1 của chương trình. Và cũng xin được trân trọng kính mời đại diện ông Mr. P. Monry và ông Vũ Tiến, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó trưởng ban tổ chức lên trao giải cho danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Xin mời. Vâng, có thể nói đây là một cảm xúc thật tuyệt vời, đúng không quý vị? Và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn nữa đi, được không ạ? Một lần nữa xin được chúc mừng cho Bùi Phương Nga.
rất tuyệt vời. Và xin cảm ơn các vị khách quý. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ được biết Tân Hoa hậu Việt Nam 2018 là ai. Và ngay thời điểm này, tôi rất muốn là quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón sự quay trở lại của đương kim Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh. Thân mến, trong suốt 2 năm nhiệm kỳ, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh đã nỗ lực không ngừng để xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam. Nhan sắc của cô ấy ngày một chín muồi và luôn giành được sự yêu mến của công chúng. Khoảnh khắc đăng quang tại sân khấu Hoa hậu Việt Nam chắc chắn là niềm tự hào, một dấu ấn thời thanh xuân vô cùng tươi đẹp của Đỗ Mỹ Linh. Và ngày hôm nay, trong thời khắc này, cùng chúng ta sống lại những giây phút tỏa sáng. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, hãy cùng nhìn ngắm lại những hình ảnh đẹp của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trong thời gian vừa qua. Hai năm đương nhiệm, hành trình nhiều dấu ấn đặc biệt, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh đã khẳng định được vai trò và tầm ảnh hưởng của một đại diện nhan sắc quốc gia. Với nhiều hoạt động đã để lại dấu ấn đẹp mang tên Đỗ Mỹ Linh. Suốt 2 năm nhiệm kỳ, Đỗ Mỹ Linh luôn là đại sứ cho các chương trình, các tổ chức lớn trong nước và quốc tế. Giữ vị trí giám khảo các cuộc thi lớn, tham gia sự kiện quốc tế với vai trò đại sứ hay khách mời danh dự. Năm 2017, Đỗ Mỹ Linh đã ghi dấu ấn tên mình trong lịch sử Hoa hậu Thế giới với giải thưởng danh dự Hoa hậu Nhân ái Thế giới 2017, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ nhan sắc thế giới. Năm 2018, Đỗ Mỹ Linh trở thành đại sứ người đẹp nhân ái Hoa hậu Việt Nam, đồng thời ghi dấu ấn lịch sử 30 năm Hoa hậu Việt Nam, lần đầu tiên có giám khảo trẻ tuổi nhất và cũng là Hoa hậu còn đương nhiệm. Hai năm với rất nhiều nỗ lực cống hiến, giữ vững hình ảnh, Đỗ Mỹ Linh đã hoàn thành xuất sắc với vai trò của một Hoa hậu, xứng danh chủ nhân chiếc vương miện danh giá. Chúc cho Hoa hậu Việt Nam 2016, Hoa hậu Nhân ái Thế giới 2017 Đỗ Mỹ Linh luôn thành công ở những hành trình tiếp theo. Như vậy là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã có 24 tháng đương nhiệm, có rất là nhiều dấu ấn và đã có rất là nhiều những kỷ niệm khó quên. Và ngay bây giờ cô ấy sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm có tên là gì, Thùy Vân? Thưa quý vị, trong 3 cô gái còn lại trên sân khấu, hẳn lúc này họ đang vô cùng hồi hộp. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta đang vô cùng hồi hộp. Và Thị Vân xin phép được thay mặt ban tổ chức công bố Hoa hậu Việt Nam năm 2000.